Mẹ không đi đón con được ạ? Mẹ xin lỗi, mẹ không ra sân bay đón con được vì có một cuộc họp đột xuất với đối tác. Đây là Kiên, trợ lý giám đốc của mẹ. Chị ạ. Cậu ấy là thạc sĩ kinh tế, có một thời gian công tác ở phía Nam. Còn đây là Châu, con gái lớn của cô. Vâng ạ. Vào nhà đi. Chị về lâu chưa ạ? Lại chị. Thế đã có người yêu chưa? Chị giới thiệu em gái chị cho. Tôi muốn hỏi anh một lần nữa, là ngoài Châu và Ngọc, tôi còn có đứa cháu nào không? Anh nghĩ kỹ đi. Luật sư tới, tôi sẽ cho lập di chúc. Bố cũng biết cúc rồi đấy. Cứ mỗi lần có ra ngoài đi lén phén hay làm điều gì đó là cúc dọn dẹp sạch sẽ. Ra tay tàn độc, thủ đoạn tinh vi. Nghĩa là không còn cháu nào nữa chứ gì. Thế được rồi, mình không cho mẹ vay tiền đúng không? Thế thì mẹ sẽ đi tìm bố chúng mày để mẹ xin tiền. Gì? Bố nào? Bố đẻ của hai đứa chúng mày đấy.